Chào anh em nha, giới thiệu với anh em cây Yamaha FZ251B. Cái này mình thanh lý vì một số lý do nha anh em. Đây, bình thường cái đàn Yamaha FZ251B này giá thị trường khoảng tầm 4 triệu rưỡi cho đến 5-6 triệu gì đó nha, tùy theo tình trạng đẹp như thế nào. Còn cây này mình thanh lý giá chỉ có 2 triệu 200 ngàn thôi nha anh em. Mấy bữa anh em hay hỏi mình đó, còn cái đàn nào Yamaha rẻ rẻ thanh lý giá rẻ cho anh em đây nè. Đó, xước nè, một vết xước nha, xước nhỏ nha anh em, cái này xước nhỏ. À, cái này là cũng là vết xước nhỏ kiểu lấy tay cào vậy hay sao á, hay là lấy đồ gì cào mà nó không vô lớp sơn thôi, nó nằm ngoài lớp sơn thôi nha anh em. Cái phần này nè, một lát mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em nghe, mình quay sát cho anh em coi luôn. Một vết ở cái cần nha anh em, chỗ này cần là đã chà nhám lại cho đẹp, và thay vì á, là chỗ này là sẽ sơn lại luôn, thay vì chỗ này sẽ sơn lại, nhưng mà nó nhỏ lắm, nó nằm ở ngoài thôi, nó nằm ở ngoài lớp sơn thôi, nếu mà sơn lại thì phải sơn nguyên cái cần đó, cho nên mình chỉ chà nhám cho đều mình là thôi. Còn anh em nào muốn sơn phết lại thì sơn phết lại thôi, mình nghĩ chắc không cần thiết đâu. Nếu mà cần một cái đàn tốt để chơi nha thì cái này là ok rồi, chơi ngon lành không vấn đề gì hết á. Nó chỉ có vấn đề là nhìn nó có cái thẹo vậy thôi nha anh em, chứ không có gì hết nha. Khóa là khóa Yamaha, khóa zin luôn nha anh em. Yamaha FZ251B mình bán với giá là 2 triệu 200 ngàn nha anh em. Mình sẽ quay cận cảnh cho anh em coi và test cần phím cho anh em nghe. Đây mình quay gần anh em coi nè. Anh em thấy không, có nghĩa là cái này cũ theo thời gian nha anh em, còn hoàn toàn không lỗi lầm gì hết. Còn cái chỗ này anh em coi nó xước, nhưng mà nó là ở trong gỗ nha, ở ngoài lớp sơn chứ không phải là nấp ở trong gỗ nha. Anh em nhìn gần là thấy liền nè, anh em thấy không, nó là cái vết giống như là có ai lấy một miếng nhựa gì đó cầm kéo, chứ còn nếu sắt hay kim loại mà kéo như vậy thì nó sẽ có vệt. Theo mình nghĩ nha, theo mình nghĩ mà mình đoán theo là cái này là do một tiền bối nào đó sử dụng phím nha, quẹt vậy nè, anh em hình dung được không, hay là dùng phím quẹt đó, là theo mình đoán cái mấy tiền bối bên Nhật chắc cũng dùng phím đánh vậy nè. Đó, quạt á, kiểu đệm hát á anh em, đệm mạnh quá quạt xuống dưới đây luôn nè, cái đúng cái chiều hướng là quạt cái là cái tay xuống đây luôn, từ mình cầm mình quạt thử nè, thấy không anh em, hình dung đúng không, quạt cái là nó sẽ chày xước dưới đây, cái chỗ người ta dán miếng chấm chạy đây, mấy ông quýnh ngay chỗ này đó, rồi quýnh ở đây nè, quýnh đây không chịu quýnh đây thì nó xuống đây nó chạy chỗ này đâu có sao đâu, chỗ này dán miếng chấm chạy rồi đi quýnh trên này đó. Cái này là theo mình suy luận nha, mà rất là hợp lý nha anh em. Tại vì chỗ này nếu mà miếng kim loại hay cái gì đó sắc bén thì nó sẽ rách, nó chày lớp sơn luôn rồi. Còn đằng này nó không chày lớp sơn nha, nó không chày lớp sơn, nó chỉ là cái dấu vậy thôi, chứ nó không có chày qua cái lớp sơn, nó còn nguyên luôn. Đó, cần phím thì rất ok nha anh em. À quên, mình quay xung quanh cho anh em coi cái đã. Đây nè, cái này là cũ lắm, tắm theo thời gian nha anh em. Âm thì rất là tốt, âm cái này rất là tốt, lưng hông nó cẩm nè, chày nè anh em, chày một miếng đi nha. Đó, cẩm nha anh em, hoàn toàn là ngon lành hết. Đây, cái chỗ này mình nói với anh em, nó có cái thẹo thôi nha anh em. Đàn mình bảo hành 1 năm ngon lành hết, không vấn đề gì đâu. Đó, cái này mà sơn lại là phải sơn nguyên cái mặt cần luôn. Đó, muốn nó đẹp phải sơn nguyên cần luôn, thì nó rất là mất thời gian và tốn chi phí, cho nên mình thanh lý rẻ cho anh em luôn. Nếu anh em cần một cây đàn tốt để chơi thì chơi cái này ngon lành, không vấn đề gì hết. Nè, khóa Yamaha nha anh em, khóa Yamaha. Đó, còn cần phím ok, nếu mà cái cần nó có vấn đề thì cần phím không thể nào mà nhẹ êm được nha. Cần phím nó sẽ giật liền, còn cái này là cần phím mình đo rất là êm luôn, nó thấp hơn tông chuẩn nha anh em. Đây là acoustic, đây thấp hơn độ chuẩn nha anh em, đây nè, đàn guitar acoustic nó thấp hơn cái độ chuẩn luôn đó, rất là thấp. À, dây chuẩn anh em thấy không, cái dấu chuẩn ở đây của mình là thấp hơn luôn nha, nhưng mà cần phím này không rè, không lỗi, không tẹt gì nha anh em. Mình lấy cái phím mình đánh cho anh em nghe. Action nó thấp chuẩn nhẹ nha, mà cần phím không lỗi nha, không hề lỗi một phím nào luôn nha anh em. Âm thì rất là tuyệt vời, cái này là series rất là cao của Yamaha luôn. Anh em chơi là biết rồi, cái dòng mà chỉ cần nó chạy lên trên đầu luôn nè. Anh em thấy không, cái chỉ cần này nè nó chạy lên trên đầu luôn. Cái dòng đàn series này nó cao, cho nên chỉ cần nó sẽ chạy quanh trên đầu luôn. Còn series thấp hơn thì không có nha, phải từ 250, 251 trở lên. Rồi mình sẽ rải hợp âm nha, rải nhẹ, rải đều cho anh em nghe và cảm nhận cái âm thanh của nó. Đàn này nếu mà chơi đàn tốt thì nó rất ok. Ngoại trừ anh em chơi cái đàn mà nó đẹp thôi, đẹp thì mua cây khác nha, đẹp thì mình lựa cây khác. Âm thì
thì rất tuyệt vời nha anh em nè. Anh em nghe không, cái độ ngân, cái độ rung của nó không? Âm rất là hay luôn anh em, rất là hay luôn. So với mức giá chỉ có 2.200.000 thôi. À, găm dặn mình bấm cũng nhẹ lắm nha anh em. Thì cái này là Yamaha FZ251B nha anh em, mình bán với giá là 2.200.000 đồng à, giá thanh lý nha anh em. Bình thường thì đàn này không bao giờ có giá đó nha. À, mình thanh lý đang kèm một cái hộp, một cái khay nha, một cái khay cũng khá cứng nhưng mà ngoại hình nó hơi chày, cái hộp khay hơi chày chút xíu nhưng mà vẫn rất tốt nha anh em, nếu mà để đựng đàn không thì rất là tốt nha. À, thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả. Anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có thông tin nha. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop nha.